Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với chương trình trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trang truyền hình huyện Phong Điền. Trước hết là phần điểm những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Người dân trồng thanh trà ở Phong Điền thất thu vì sản lượng trái thu hoạch đạt thấp và đầu ra tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được triển khai sâu rộng tại các địa phương, đã xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, năng lực cạnh tranh cao. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Phong Điền. Bộ sản phẩm tinh hoa miền núi Ngừ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Nén được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Phong Điền trong năm 2021. Trải qua nhiều năm hoạt động tại địa phương, doanh nghiệp này không ngừng đầu tư, thay đổi mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm đặc sản của địa phương cũng như hướng đến xây dựng sản phẩm chủ lực OCOP. Để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Thì cái điều đó làm cho những cái cơ sở sản xuất của chúng tôi cảm thấy rất là vui, và mình có cái cơ hội để gì mình quảng bá, có cơ hội để mình giới thiệu cái sản phẩm mình ra ngoài nó được nhiều hơn với cái khách hàng cũng như là bạn bè trên cả nước. Và thông qua những cái chương trình này thì đối với doanh nghiệp chúng tôi cũng ý thức rất là cao, hầu như là chúng tôi không ngừng sáng tạo trong các cái sản phẩm để tham gia các cái cuộc thi này. Năm nay thì chúng tôi có cái sản phẩm là bộ tinh hoa miền ngữ, và chắc chắn sang năm chúng tôi sẽ có một cái sản phẩm, một cái bộ tinh dầu tràm đặc biệt cao cấp của Huế nữa. Thì những trên cái lộ trình phát triển không ngừng làm mới và nâng cấp cái sản phẩm mình lên, vừa là đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng hiện nay, cũng như là làm sao đó để nó xứng tầm là một cái sản phẩm của đất cố đô của Huế, mang tầm quốc gia, thậm chí là có thể là một cái sản phẩm để mình kinh doanh trên cái sang thương mại điện tử quốc tế. Trong năm 2021, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền đã trực tiếp đi vận động, hướng dẫn các cơ sở tham gia đăng ký bình chọn. Đã có 11 đơn vị thuộc 7 xã trên địa bàn tham dự, gồm 3 bộ sản phẩm và 15 sản phẩm tham dự như dầu tràm, tương măng, gốm Phước Tích, sản phẩm đệm bàn Phò Trạch, tinh bột nghề, tinh bột sáng dây. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết, qua khảo sát lần này có sự chuẩn bị chu đáo hơn, do đó các sản phẩm cũng tươm tất hơn, đầy đủ, chất lượng cao hơn các năm trước. Sau khi được công nhận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu Ủy ban dân huyện hướng dẫn các cơ sở đăng ký các nhãn hiệu, cũng như tem xuất xứ nguồn gốc, mã vạch để cho các sản phẩm đi vào các thị trường lớn, đồng thời trong đó sẽ chọn những sản phẩm có tiềm năng để tham gia chứng nhận OCOP. Đây là lợi thế để cho các sản phẩm mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương trong thời gian tới. Năm nay thì huyện đã tổ chức với 11 cơ sở tham gia và 15 sản phẩm và 3 bộ sản phẩm đã tham gia hội thi cấp huyện thì và được công nhận cấp huyện. Và cả 15 sản phẩm, 3 bộ sản phẩm này là đủ điều kiện để tham gia hội thi cấp tỉnh. Những sản phẩm công nghiệp nông thôn là những cuộc thi năm sau nó đa dạng và chất lượng hơn năm trước, mẫu mã và nó đẹp hơn. Tất cả các sản phẩm của tham gia hội thi là đều có đăng ký nhãn hiệu. Nhằm phát hiện và tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, để đưa vào chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Huyện Phong Điền có 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Những sản phẩm được công nhận là sản phẩm hoàn chỉnh, được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm không phải là sản phẩm sao chép. Việc sản xuất không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Sản phẩm công nghiệp nông thôn thì cũng được chính quyền huyện và Phòng Kinh tế Hạ tầng
khuyến khích tham gia. Thì để tham gia cuộc thi thì bên doanh nghiệp cũng luôn luôn đổi mới sáng tạo về sản phẩm, về mẫu mã để có thể là bắt kịp xu thế của khách hàng, nhu cầu thị trường và đáp ứng được cái chất lượng, uy tín sản phẩm để có thể tham gia cuộc thi với những cái đăng ký chỉ tiêu theo cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện cũng như cấp tỉnh. Thì thông qua cuộc thi cấp huyện thì cũng mong muốn là tiếp tục tham gia bình chọn cấp tỉnh để nâng tầm giá trị sản phẩm và cũng mong muốn là lan tỏa cái giá trị Artiso đỏ cho nhiều người biết tới. Rõ ràng là thông qua việc tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương hiện còn gặp một số khó khăn, như một số cơ sở chưa quan tâm chủ trọng phát triển sản phẩm, thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. Các sản phẩm tham gia chưa đa dạng, chủ yếu là sản phẩm thuộc nhóm chế biến từ nông lâm sản, thực phẩm sản phẩm có sản lượng và doanh thu thấp. Để phát huy hiệu quả việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thời gian tới các ngành chức năng của huyện tiếp tục bám sát cơ sở, tìm hiểu thông tin về công nghệ, sản phẩm, thị trường, hỗ trợ chính sách ưu đãi đầu tư khoa học và công nghệ, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vốn là cây đặc sản nổi tiếng của địa phương, nhưng vụ mùa thanh trà năm nay, người dân Phong Điền thất thu vì sản lượng trái thu hoạch đạt thấp và đầu ra tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đây là vườn trồng thanh trà rộng gần 3.000 m² của gia đình ông Nguyễn Châu ở thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền. Nếu như những năm trước đây, vườn thanh trà của gia đình ông giờ đã cho trái trĩu quả, thì vụ mùa năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển quả thanh trà. Bên cạnh đó, cây thanh trà ra hoa muộn nên đầu quả thấp, trái nhỏ so với mọi năm, dẫn đến mất mùa. Năm nay, nguồn thu từ cây thanh trà của gia đình ông đã giảm nhiều so với mọi năm. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến đầu ra tiêu thụ gặp không ít khó khăn. Tôi thì việc trồng thanh trà thì cũng đã từ lâu rồi, nhưng mà hàng năm thì cũng có thuận lợi về cái vấn thu hoạch, cũng có cái điều kiện kinh tế. Nhưng mà riêng cái năm nay có cái khó khăn cái là đầu vụ là có mưa rét, nhưng mà sau tiến hành ra sau đó là có cái kéo thời tiết nắng hạn chút xíu sớm bắc, cho nên nó kéo dài ra là để là ảnh hưởng đến mất. Không riêng gì gia đình ông Châu, gia đình ông Mai Xuân Nghi ở thôn An Thôn, xã Phong Thu là một hộ có kinh nghiệm trồng cây thanh trà lâu năm, cùng chung hoàn cảnh. Hàng năm, trên diện tích hơn 0,75 hectare, ông duy trì trồng 150 cây thanh trà. Gia đình ông thu về gần 150 triệu đồng. Thì năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, đã làm nhiều cây thanh trà bị rụng trái, cho trái nhỏ, sản lượng cũng giảm so với mọi năm. Thị trường đầu ra bị bỏ hẹp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thì thôn An Thôn đây, do năm ngoái do cái cơn bão của số 5, mới là lụt là kéo dài. Hơn nữa, qua năm 2021 đây, do cái thời tiết là khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, cho nên ảnh hưởng đến năng suất, từ cái chất lượng trái rồi đến cái năng suất. Những năm qua, cây thanh trà đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho cả hộ dân. Bình quân mỗi năm cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Nhưng 2 năm trở lại đây, sản lượng thanh trà giảm sụt mạnh do yếu tố thời tiết, thất thường, đầu ra tiêu thụ gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, các đợt mưa bão cuối năm 2020 đã làm cho nhiều diện tích cây thanh trà bị chết. Hiện nay, toàn huyện Phong Điền chỉ còn hơn 130 hecta, trong đó tập trung nhiều nhất ở xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài, và nhiệt độ rất là cao do cái lũ lụt của cuối năm 2020 làm cho cái một số diện tích thanh trà mà đang có trái thì tiếp tục chết. Và hiện nay thì trong vòng khoảng 40 hecta và sản lượng vẫn thấp hơn các năm trước. Để chuẩn bị cho cái mùa vụ trồng thanh trà mới thì ngoài sự là huyện sẽ nông nghiệp, ngành nông nghiệp sẽ tham mưu huyện là cùng với địa phương là sẽ có sự liên kết để định hướng cho cái vụ mùa tới, thông qua là thứ nhất đầu tiên là tiếp tục khôi phục
chăm sóc của diện tích còn lại sau khi thu hoạch quả, cũng như đối với diện tích cho quả cũng như diện tích mà chưa cho quả thì tiếp tục chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trong mùa mưa. Đối với diện tích mà sẽ chuẩn bị để trồng lại trong năm 2021 thì hiện nay thì sẽ chỉ đạo bà con là chuẩn bị vườn cũng như vệ sinh để mà chọn cái giống đăng ký để mà trong tháng 12 sẽ tiếp tục là sau đúng chỉ sẽ tiến hành là trồng một vụ mới. Phong Điền đang từng bước phát triển cây thanh trà theo hướng bền vững và xem cây thanh trà là một trong những cây trồng mũi nhọn để trở thành sản phẩm chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do tình hình thiên tai dịch bệnh trong thời gian qua đã khiến cho nhiều bà con nông dân trồng thanh trà trên địa bàn huyện Phong Điền gặp nhiều khó khăn. Các cấp các ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ để giúp bà con nông dân ổn định và nâng cao đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, phòng thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.